là cảm ơn sự đón tiếp của quý vị tam đạo đã ổn nha. Đã nói gương tự tin nâng khả năng của chính mình và thực hiện phương pháp công phu mà tôi đã và đang trên được truy tập chẳng đến. Tất cả chúng ta ở tại thế gian đều nằm trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ, không ai có thể tránh qua được. Chúng ta muốn biết bước tới con đường tu học, chúng ta phải hiểu rõ điều này. Không ai có thể vượt khỏi định luật này, dù cho hùng dũng cách mấy cũng phải chiếu định luật của thể xác. Và thể xác ở đâu mà có? Do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, không phải ta có thể tạo được. Cho nên người thế gian hãy bằng trước cái ta trong ta, trong thể xác này, tạo sự tâm tối gây thù hận và tự trói buộc lên tâm linh của chính mình. Vì đó, trước kia tôi cũng tuổi trẻ tôi thời đại, tôi thấy rõ cái ta không xài được. Và tôi đi tìm một người trưởng lão đã tu thành đạo và nói cái cõi cao siêu. Thế là tôi thấy rằng trong một giây phút mà làm cho tôi thức giác, tôi thấy rằng còn một nơi nào nữa chứ chúng ta không phải đơn giản như chúng ta suy nghĩ ở đây. Không phải tiền bạc, không phải địa vị, không phải sức mạnh chúng ta đang nắm trong tay cho là mạnh. Chúng ta thấy cái từ bi là sức mạnh, sự siêu diệu, cởi mở và quyền tối hậu của tâm linh là tha thứ và thương yêu. Cho nên tôi đến với khu đổ thần mộ. Dạ, ông già này không bao giờ nghĩ chuyện gạt người đâu. Vì tôi có gì cho ông gạt? Tôi đi tầm đạo mà, tôi nghe thứ ông này nói cái gì, tìm sự thật trong ông. Tại sao ông lại mê cái phương pháp tu? Tu là cái gì? Tuổi trẻ tôi không thích tu, vì tôi tìm sâu cái chuyện tu, bày bịa đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc cái người tu không đi đến đâu. Vì lẽ đó tôi chán con đường tu. Tôi nghe tới tu là tôi phải đi tìm, mà tôi coi thực chất nó ra đâu. Cho nên nhiều người dùng Phật trần ông lên bà xuống này kia kia nọ, nói ta là ông này ông nọ, nói rất hay rất đúng. Thậm chí tôi nghịch đến độ mà tôi lấy cái pháo đốt ngay như cái ghế người ngồi đó, xưng là Quan Âm Thánh Tế xuống đất, thấy không có sự thật. Nhưng mà tại sao tôi phải tu cái pháp này? Là tôi thấy cái cấu trúc siêu nhiên cơ thể này của tôi như tất cả mọi người, tất cả đều như nhau. Tôi nhìn kỹ mọi người, mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau. Thậm chí tôi nhìn thấy con thú, nó cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng như nhau, và nó cũng nuôi dưỡng sự ấm no, sự tri kiến giới hạn trong cái thể xác của chính nó. Thì ngày hôm nay chúng ta mới dòm lại, chúng ta giỏi ở chỗ nào? Tôi kể cố gắng anh hùng đủ chuyện giỏi, giỏi chỗ nào? Tôi hỏi lại, tôi giỏi chỗ nào mà lại đi chỉ trích những người tốt? Ngược lại tôi rầy, tại sao như vậy? Tôi thấy tôi sống trong giới hạn mà tôi tưởng là tôi qua giới hạn. Tôi thấy tôi bị kẹt mà tôi tưởng tôi thông. Tôi thấy tôi ngu muội mà tôi tưởng tôi minh. Đó là điều sai lầm của trong cuộc đời của tôi. Bình tâm tôi lại, tôi nghe ông cụ nói, nói mấy tiếng đồng hồ mà tôi chả hiểu ông cụ này nói cái gì. Bây giờ ông nói cái ngoài cái sinh hoạt hàng ngày của tôi, tôi không thể tin được. Cho nên do đó tôi thấy rằng có những bạn bè ở đời, quý vị cũng vậy, cũng có bạn bè biết thôi miên, biết bùa phép, cũng nói chuyện hay, khi nằm chim bao thấy chuyện hay, chúng ta đem những người kiêu kỳ đó ta truy tập cơ thể cái này nó là thế nào, mổ xẻ nó là thế nào. Mà kỳ thật những người đã đến với cụ rồi bài phục thôi miên. Nhưng mà người lúc đó sáu mấy tuổi ngồi tội nghiệp quá, ông được thôi miên, tôi già rồi không làm gì nổi. Chỉ nhìn người, nhìn một hồi rồi nhìn thấy cả nhà, căn nhà đỏ lộn, rồi mới năn nỉ tôi xin phụ tha cho và không nên cho con mắc mờ như thế đó. Thì tôi thấy ông già này có cái hay mà chính tôi không thấy gì hết. Tại sao người đó thấy? Vì người đó cố tâm, nó nghịch. Và khi bước vô nhà, ông già ngồi xuống đi, tôi thôi miên ông đây. Khi mà tuyên chiến với ông cụ,
cho nên nó bị cái đó. Thành ra ông cụ làm tin, tôi đã nói với bạn rồi, tôi già rồi tôi không có làm những việc lòng bạn. Tại sao bạn cứ tấn tôi đốt tôi? Nhưng mà lửa có bạn đốt tôi không cháy thì nó đốt bạn, đâu có gì đâu. Tôi không nhận lửa của bạn. Thì ông nói câu nói này tôi cảm thấy tâm. Tất cả mọi việc sân trụ ngoại diệt ở đời này chúng ta thấy rằng do ta mà ra, nghiệp quả do ta mà ra, vay trả luân hồi nó rất trước mắt. Một lời nói không ăn rốt cuộc trở về với chính mình. Nhiều khi thâu đêm chúng ta ngủ không được vì hành động bất chánh, tà dâm bất chánh, tâm chưa chịu mở thì tự vầy xeo lên mình mà thôi. Tôi mới thấy rằng cái định luật vay trả rõ ràng do cái ý niệm của chúng sanh. Tất cả mọi người sống đây, ra đây, ở thế gian này cấu trúc bởi siêu nhiêu mà có, và đang hít vô thở ra nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ thì không có ai giỏi hơn ai hết. Đồng hành tại thế để có cơ hội thích tâm học nhẫn hòa. Cả càn khôn vũ trụ đang học chữ nhẫn tới ngày hôm nay chưa qua. Chúng ta thấy chúng ta từ nguyên linh giáng lâm xuống thế gian mới chấp nhận, lúc đó tôi mới thấy có cái hồn. Cái hồn là quan trọng. Cái hồn của các bạn nằm ở đâu? Tôi đang nói chuyện là cái gì minh cảm? Phải cái hồn không? Hay là cái xác này? Xác này có biết gì đâu. Nhưng mà cái hồn chúng ta trao đổi, cái tâm thức đồng đi với nhau để tìm chân lý và thấy rõ ta hơn. Ta là từ đâu đến, vì duyên nghiệp nào chúng ta mới bị đầy đọa xuống thể xác này. Sẽ thắc giới hạn chứ không phải vô giới hạn. Định luật sanh lão bệnh tử là giới hạn. Chúng ta mọi người đều nhìn nhận như thế này. Tôi hỏi chứ, hỏi cấu trúc siêu nhiên, giá trị cấu trúc siêu nhiên ở đâu? Ở cái ngón tay của các bạn không? Và khoa học bây giờ cũng chê không nổi. Nó giết người cũng nó và nó cứu người cũng nó. Còn ngón tay nó, một cái công thức tinh vi vĩ đại liên hệ với cả càng không vũ trụ nhân sanh không thấy. Thấy vũ trụ lớn hơn, thấy ông kia lớn hơn, thấy người kia hay giỏi hơn tôi, tôi bỏ quên tôi. Nếu mà tôi bình tâm trở về với căn bản của tôi thấy tôi là nhiệt tập. Từ mọi trạng thái mới có tôi phải hòa tan với mọi trạng thái tôi mới định. Nếu chê trạng thái này, tôi chê trạng thái kia, tôi chê trạng thái nọ, tôi cô lập tôi. Để tôi hòa tan với mọi trạng thái, tôi định. Thấy không? Cho con người phải học chữ nhẫn rồi mới hòa. Chúng ta đã nhẫn. Lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian bị giam hãm trong cái thể xác này, nếu các bạn không nhẫn thì không bao giờ lớn đến ngày hôm nay. Xuống là khóc, bất không có chấp nhận cái hoàn cảnh eo hẹp. Vì chúng ta là thiên liêng ở nơi nhẹ nhõm, và bị kẹt trong thể xác là khắp hoa hoa rồi, bị giới hạn. Rồi bị ngoại cảnh tứ quan mắt mũi tai miệng nó phỉnh chúng ta. Màu này màu xanh nè, màu kia màu đỏ, mà cãi lộn nhau, cãi đi cãi lại. Có cãi chữ không mà nói có. Ông này kia nói màu xanh, mà ông kia nói màu đỏ, mà đỏ xanh rốt cuộc cũng phải quy không. Sự cạnh tranh của thế gian rốt cuộc cũng phải tha thứ và thương yêu để tiến tới không. Sự động loạn của thế gian phải đi tới chỗ bình minh sáng thở tương lai. Bây giờ rõ chưa? Chúng ta đến đây bởi chữ không. Vạn sự khởi đầu bởi chữ không. Mà ngày nay chúng ta bị động, trói buộc với mình trong sự kích động. Rồi rốt cuộc chúng ta phải ra đi bởi không. Các bạn không có đem được. Suốt cả một cuộc đời các bạn tranh chấp, rồi rốt cuộc các bạn không đi ra đem được cái gì đi. Kể cả hai vợ chồng nằm chung giường cũng cãi lộn. Cãi tới rốt cuộc hơi thở cuối cùng chỉ biết tha thứ và rơi lụy ra đi. Vậy chúng ta hiểu được, chúng ta từ nơi thanh sạch đến đây, tại sao chúng ta tiếp tục ôm lấy sự trói buộc ô trượt để làm gì? Tại sao chúng ta cãi vã? Vì sự tâm tối bất minh mà thôi. Nếu mà chúng ta thanh tịnh hiểu được tiền kiếp và tiền nhân, huynh đệ một nhà, huynh đệ tỉ mũi một nhà, tất cả mọi người đang ngồi trong căn phòng này đồng hít vô và thở ra như nhau, và sống trong nguyên khí cả càn khôn vũ trụ đó. Các bạn có bỏ được cái càn khôn vũ trụ này được không? Nếu tôi hay, tôi giỏi hơn, vậy vô khạp đậy lại để bà con. Không có. Bạn chỉ có cái lý luận phàm tâm mà thôi. Cái kỳ thật trở về với thanh tịnh là như nhau, không ai lớn hơn ai.
mà chỉ hòa tiến để tiến hóa theo chiều hướng của thiên cơ quy định mà thôi. Đến lúc sanh trụ hoại diệt rồi hồi sinh, tất cả cây cỏ chúng sanh đều như nhau. Thiên sanh nhân, hà nhân lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cọng cỏ nào không có rễ không? Có người nào không có miệng để hút nước để ăn không? Thì cây cỏ cũng phải có rễ. Nhưng mà thức hồi sinh vô cùng, chúng ta cho thấy rõ là cắt cỏ rồi ngày mai nó cũng hồi sinh lại. Không tưới nó khô, nhưng bữa sau tưới nó cũng mọc. Cái gì sống? Lường điểm sống. Cái gì chúng ta đang nhận thức những lời nói và cảm nghĩ của chúng ta từ đâu đến đây, và thấy sự sáng suốt bừng sáng trong tâm của chúng ta, những cái gì là luồng thanh điển của tâm thức, đó thuộc về tâm hồn. Hỏi cho các bạn là người trí thức, hỏi kiến thức các bạn có không? Có chứ. Hồn kiến thức để trên bàn được không? Không. Trong cái không mà có. Thì bây giờ nãy giờ chúng ta nói trong cái không mà có, nghe lời nói mà nhận định mọi sự việc. Trong cái tưởng nó có cái tưởng. Trong cái óc các bạn nghĩ là căn nhà, các bạn mới làm được cái căn nhà này. Nghĩ cái ghế, cái nghĩ nó đi trước hơn. Thì sự thanh tịnh, sản xuất vạn linh ở thế gian đều do sự đại thanh tịnh mà chuyển hóa ra, là luồng thanh điển vô cùng chuyển hóa. Con quăng quăng ở trong nước nó cục cửa được cái gì? Cục cửa luồng điển chứ không phải nó. Nó phải tự cái chất nhất rồi dùng cái luồng điển ở bên trên chuyển cho nó. Cho nên chúng ta muốn hiểu tìm nguyên căn của chính chúng ta là phải hành trở lại sự quân bình của chính mình. Hỏi chứ tu cái pháp xuất hồn này, khi không nói xuất hồn là cái gì? Các bạn nói xuất hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ nói tới cảnh tiên nhà Phật, nói đủ cảnh, các bạn hiểu đủ cảnh đồng đi và cảm thức thấy rõ. Trong cái cinema nói cảnh đắc đạo con Phật, mình thấy nhẹ nhàng. Tại sao mình thích chuyện nhẹ nhàng? Từ đó mình đến, cho nên mình thấy rõ sự nhẹ nhàng và mình cảm thức rằng sự thanh sạch là quý báu. Có ai chịu dơ đâu? Biết mình ăn qua cuốn họng ba tắc lưỡi là dơ rồi, thôi là thúi rồi, nhưng mình không bao giờ chịu dơ. Cho nên chúng ta là đóa hoa sen tại trần, cứ trần không nhiễm trần, ở dưới bùn nhưng mà cố gắng quay lên để làm cho sáng tỏ tâm hồn của chính mình, là ngay trung tâm vô đạo. Ở thế gian dùng thiên phàm bằng xương bằng thịt, ở thế gian bằng máu bằng thịt, còn chúng ta dùng trung tâm diễn quang thì nó mới thực hiện về cái tâm hòa ái tương thân bác ái từ bi, hòa với cả càn khôn vũ trụ, khi mà tâm điển mới là đời đời bất diệt. Cho nên trong cái đạo pháp nào cũng nói là hồn bất diệt, đâu có cho cái hồn diệt. Người không tu nghe cầu hồn cũng đi cầu hồn, chỉ cái hồn bất không mà diệt, làm sao có cái hồn về mà cầu hồn? Nếu con ma mà chết rồi mất rồi, làm sao có con ma hiện hồn lên mà nói gì cơ bút? Đó, nó cũng viết ra được, nó cũng lý luận với người phàm được. Có những người Việt Nam trên 50 tuổi thì đều có dự qua hết. Chính tôi là người đã tầm rất nhiều và tôi hiểu những cái đó rõ ràng, và tôi dư những cái cuộc đó nữa. Tôi nghĩ trong nhà thờ, trong chùa cũng nói hồn bất diệt, mà tôi không thấy hồn bất diệt, thấy người ta chết. Nhưng mà tôi tìm cái gì mà để tôi minh chứng cái đó, là tôi đi cầu đó tôi mới thấy cái đó. Thế là nếu nó chết nó không có về, nó nói chuyện âm phủ gì. Sao? Mà nó những chuyện thiên chuyện Phật chết đâu có gì, nói chuyện thiên đàng mình cho mình hiểu. Đó, cho nên chúng ta phải truy tầm cái nguồn gốc của chúng ta, và chúng ta xuống đây học nhẫn và học hòa để tiến hóa mà thôi. Khi mà hiểu được, mọi người xuống đây học xong, học bài và trả bài, thì tâm chúng ta không có động. Bỏ cái hoàn cảnh điều chấp nhận. Tuổi tác đều giới hạn mấy chục năm. Hoàn cảnh đưa đến đâu? Hoàn cảnh là ân sư của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta người Việt Nam ngồi đây là hoàn cảnh chúng ta đã đưa chúng ta ra đây. Cho nếu không có bị hoàn cảnh đưa đẩy, chúng ta không có ra đây. Chúng ta mới thấy rằng ngày nay chúng ta còn hiểu đạo và tìm đường để về nguồn cội, là chúng ta thấy rằng hoàn cảnh là ân sư để dẫn tiến tâm linh. Cho nên quý vị ra đây thổn thức, người chưa hiểu đạo, chưa hiểu phần hồn, chưa hiểu giá trị sẵn có của chính mình, tương đồng với chư Phật chư thiên, thì luôn luôn ở trong cái quấn chặt lại và không mở được. Theo bên tả, theo bên hữu, rồi bất minh chính diện của chính mình, không biết thực chất của chính mình ở đâu, thành ra bận rộn vô cùng.
Cho nên những người tu là như chúng tôi đã qua, đã trải qua nhiều trận nguy hiểm, có không không, rồi chúng tôi mới thức tâm, mới học được một cái môn pháp này và thực hành trở lại quân bình của chính mình. Chúng ta từ trên kia xuống, và tại sao chúng ta đi không được? Là bị mất quân bình, lao chuyện này chuyện kia chuyện nào, và chúng ta thấy cái pháp này khứ trực lưu thanh thì nó trở lại gì? Quân bình, ngay mặt đi trở về quê sư trước cũ. Chúng ta là người Việt Nam ra đây, nói trở về Việt Nam chúng ta biết được, nhớ chưa? Mà vì bận rộn chúng ta đi không được. Nếu mà chúng ta không bận rộn thì muốn đi tức khắc cũng đi được, có đủ cách để đi, có cách đến thì phải có cách đi, vì chiếu thành được mà thôi. Cho nên tôi thấy cái pháp này đem lại cho mọi người tự đi giải quyết. Pháp này là pháp của mọi cá nhân chứ không phải pháp của tộc. Tôi đã hành được như vậy và tôi trình bày như vậy. Cho nên các bạn muốn hành thiền và lập lại quân bình của chính các bạn mới thấy rõ rằng tôi mới là người trách nhiệm đâu với đâu. Tôi mới người quét rác cho tôi chứ không ai giúp tôi. Tôi khai thông được, tôi hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, tôi mới thực hiện đại nguyện của chính mình. Tôi muốn gì? Các bạn lớn tuổi rồi muốn gì? Muốn cứu đời, muốn hy sinh. Mà hy sinh bằng cách gì? Hy sinh tấn hư tật xấu sẵn có của chính mình. Mình nên mở thức hòa đồng cứu độ chúng sanh. Tấn hư tật xấu ôm khăn khe trong ngay trong gia đình, không cởi mở, ngay bạn bè không cởi mở, thì việc quần chúng làm sao chúng ta làm được? Ai đã tạo cho chúng ta những cái chuyện đó? Chính ta. Ta sợ mất vì ta cho đó là thật. Ngày nay chúng ta thấy đó là giả, chúng ta hy sinh tấm hư tật xấu để trở về với cái chân không thực chất. Chúng ta mới nhìn lại Đức Thích Ca đạo quyền chính trị nắm trong tay, giàu sang nắm trong tay, nhưng mà bỏ, không đi kiếm một thầy nào vẫn tu được. Ngoài cái thế xác này còn cái gì? Cho nên Ngài mới tham thiền để bỏ cõi trần này để tìm cái gì tinh vi hơn, mới đạt được hào quang cứu độ chúng sanh. Và ngày hôm nay người ta đem Ngài về chùa để thờ và niệm danh Ngài. Là những cái tính chất anh hùng, từ bi thanh tịnh, làm một việc cho tất cả mọi việc, hy sinh mình cứu được mình là cứu tất cả. Cho nên nhiều người nhìn vô cái pháp vô vi này, ôi tụi này độc tài, nó lo tu, nó lo cho nó là lo cho tất cả. Vì nó đồng với những người ở tại thế gian, cũng mắc mũi tai miệng, cũng ngũ tạng một thứ, cũng sự đau buồn vui tuổi của nó cũng tương đồng, không có xa. Cho nên nó khai thông được cái nguyên lý này thì nó dọn đường cho mọi người, và dọn theo đó mà đi, là làm một việc cho tất cả một việc ở tương lai. Thích Ca là ngày hôm nay chúng ta đã thờ Thích Ca không nhiều thì ít, nhiều người đã thờ Phật, thờ Chúa, thấy cái gương lành bằng an, vậy cho bằng an ở đâu? Ta không bằng an làm sao chúng ta cho người khác bằng an được? Chúng ta phải sửa cho quân bình để thấy rằng bằng an. Tôi thấy tôi sống cả càn khôn vũ trụ, tôi thấy tôi đang mang nợ chúng sanh, tôi đã thấy quy yêu cha mẹ, quy yêu cha trời, quy yêu tất cả. Nếu không có tất cả, không có tôi. Các bạn ngồi nghiền ngẫm thấy không có tất cả, không có các bạn. Con thú cũng hy sinh cho các bạn ăn thôi mà. Con lúa còn hy sinh để nuôi dưỡng các bạn lớn thôi mà. Tất cả thông minh của loài người tạo chiếc xe hơi cho các bạn đi trong sự êm ả của sự thông minh lắm không? Các bạn là nửa ông tiên rồi, tại thế. Mà tại sao còn không trở về với căn nhà đời đời bất diệt của chính mình? Thấy không? Có ai muốn bị diệt không? Có ai muốn bị hư không? Có ai muốn bị mất không? Đó là các bạn có cảnh bất diệt, nhưng mà không chịu quy tụ trở về thanh tịnh và sáng suốt, thì thấy mình bơ vơ. Tới tuổi già rồi thấy mình bơ vơ. Thế rồi tôi chết rồi tôi đi đâu? Tôi không có mục đích vì tôi không thấy tôi. Ai xác nhận cho tôi? Chính tôi phải là người xác nhận. Và tôi phải là người hành để tự kiểm, tự chứng. Ông Thích Ca nó tự hành, tự thành. Mà chúng sanh thờ Đức Thích Ca không chịu hành như Ngài, và chờ Ngài dẫn chúng sanh đi, thì một triệu năm nữa Đức Thích Ca cũng có khả năng gì đem chúng ta đi. Nếu chúng ta không chịu hy sinh tánh hư tật xấu như Ngài. Cho nên người tu phải hiểu này, phải hiểu vạn linh là thiên. Vạn linh nó hỗ trợ cho chúng ta có bài học. Chúng ta phải học và phải xả bài. Cho nên mọi hoàn cảnh thì chấp nhận. Thậm chí cái cảnh vợ chồng cũng phải chấp nhận. Nhiều người mới yêu nhau thì nói đủ chuyện, nhưng yêu lâu rồi thì thấy ghét nhau.
là không chịu học bài. Học có chữ hòa thôi, nhưng mà không hòa. Thành ra gia căn luôn cũng. Cho nên những người tu vô vi phải tỉnh thức rồi mới hòa. Sửa mình trở lại quân mình, càng thấy tội lỗi của chính mình và sự sai lầm đã mình đã gieo rắc cho chính mình, rác mình đã hút vào tâm nhiều quá, bây giờ mình phải giải. Giải cái nghiệp tâm thì nó mới không có tâm bệnh. Nếu các bạn còn ôm nghiệp tâm đố kỵ tiền thì cái nghiệp tâm nặng lắm, không bao nhiêu tiền. Cho nên chúng ta dứt khoát cái căn bản đời đời cứu mình và cứu họ phải làm. Không phải các bạn ngồi thiền mới làm được, các bạn ý thức được điều này các bạn cũng đã đi tới được. Các bạn đang biết khi trời của cả càn khôn vũ trụ đóng góp thế nào. Quần chúng đã cho các bạn mang khẩu hiệu đoàn kết từ 24 trên 24 mà. Cái áo đó bạn, cái áo là sự đoàn kết của sự thông minh nhân loại mà chuyển ý của Thượng Đế, các bạn mới có cái áo đó. Chúng ta mang khẩu hiệu đoàn kết, nhưng mà anh em không chịu nhìn mặt nhau. Vì sao? Vì hàng ngày chúng ta ăn giết thú quá nhiều, hút máu thú quá nhiều, ăn vô rồi nó chạy vô trong cái máu huyết chúng ta, nó làm cho chúng ta động, gây ra các điều. Còn thú nó cũng si mê thể xác, chúng ta ăn nó cũng đòi xác, nó cũng sống trong cái nhịp cầu hít thở trong cả càn khôn vũ trụ như chúng ta. Nó biết thương yêu, nó biết xây dựng cái gia can nó mà. Thì chúng ta nỡ nào giết nó? Cho nên chúng ta thấy cái này, khi chúng ta lỡ ăn nó, chúng ta cầu siêu để nó đồng hành với chúng ta, để trở về ý chí bất khuất của nhân loại, để tiến hóa tới mục đích vô cùng. Tâm linh là vô cùng, các bạn không có bị tiêu diệt. Con người không có bị mất phần hồn, chỉ làm tội, tạo tội và chịu tội rồi trở lại thành thật. Cho nên chúng ta thấy rằng điều không cần thiết là tạo sự tâm tối cho chính mình, chúng ta không làm. Thì chúng ta thực thi sự cần thiết vỏn vẹn mấy chục năm. Chúng ta nuôi chi những chuyện không cần thiết và tạo sự bận rộn cho nội tâm. Cho nên chúng ta tu thanh tịnh với kinh nghiệm của trường đời, chúng ta thấy đời là quý, trường cảnh đời là bãi trường thi rất rõ ràng. Tôi đang thi. Bây giờ các bạn ngồi để chơi, chúng tôi về nhà cũng có cái bài thi nhé cả. Ngày mai cũng có bài thi, ngày mốt đi làm cũng có bài. Giữa con người với con người không nhìn nhau là cũng có cái tấm kỳ thị với nhau. Đó cũng là bài thi. Đấy, cái đấy thì các bạn học nhận và học hòa. Chúng ta thấy đây là một cơ hội tiến hóa của tâm linh, cho nên chúng ta phải chấp nhận để học. Mà học được rồi ai? Học để làm gì? Học để cứu ta và cứu tất cả mọi người. Vinh đệ tỷ muội chúng ta đang đắm chìm vì sự sân si mê và tạo sự giết chấp bất chánh mà không giết được ai. Hồn bất diệt mà giết được ai? Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng và xây dựng tạo khí hướng tình thương và đạo đức ngay bây giờ, để chúng ta xâm chiếm trở lại những cái phần tâm tối và đưa họ trở về ánh sáng. Thì muốn có cái đó phải biết mình. Muốn cứu thiên hạ là biết cứu mình. Kỹ thuật đó mới trao cho họ được. Cho nên tâm thực hành là chân pháp, còn lý thuyết là u lơ bên ngoài mà thôi. Phải thực hành để gặt hai kết quả. Cho nên tất cả anh em vô vi mà theo tôi thì tôi không có chủ trương nuôi một cái lý thuyết nào, chỉ thực hành để kiểm chứng. Từ cái ngu muội của mình nhìn nhận và mình tiến tới một phần sáng suốt, muốn cho mình là ngu muội để tiến nó tiến tới mới thấy rõ là đời đời mất. Càng chê mình thì càng được tiến nhiều, mà càng quý trọng mình thì càng thục lồi và đọc tài. Đó, cho nên cơ đồ sự nghiệp của thế gian bị sụp đổ là tại ta mà thôi. Nếu cơ đồ mà thích trong sự hòa đồng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì nhân sinh ở thế gian này là sung sướng vô cùng, qua lại nhẹ nhàng, không có gì lăng mặt. Cho nên cái giáo búa tình thương và đạo đức của tôn giáo vẫn sống được, các tôn giáo vẫn sống. Ai diệt thì diệt, số cũng nó cũng trò vậy. Bởi vì cái khí giới tình thương và đạo đức là của Thượng Đế hẳn mà. Còn cha trời sắp đặt cho mọi người thế gian sắp đặt. Ngày hôm nay sự tương ngộ của chúng ta cũng do sự sắp đặt của bề trên, sự siêu nhiên cấu trúc tương ngộ mà để nghe những lời nói và phân giải cùng nhau, để nhìn lại nhau trong cái cơ tiến hóa. Và chúng ta thấy rõ ta là một,
có ai khác nhau đâu. Tư quan ngũ tạng ý nói sự đau đớn của tôi cũng như sự đau đớn của các bạn. Tôi lấy dao cắt thì các bạn cũng phải thà. Tại sao ông chảy máu mà các bạn chảy máu tôi cũng phải chảy đi lo, phải không? Chúng ta là một, nhưng mà vì sự tâm tối khi cách mà thôi. Kỳ thật là một, chúng ta biết nguyên lý là một thì mới tự cứu và cứu mình. Còn không biết rõ nguyên lý là một thì xa cách nhau trong cái đấu kỵ tỷ niệm tạo tệ đoan cho nội tâm, làm sao dẫn tiến chân sinh. Cho nên cái người tu là tự thức và sẽ làm một chuyện tốt cho tương lai, hy sinh tánh hư tật xấu là một việc cho tất cả mọi việc. Mình phải hành, người khác mình bắt chước hành. Mình phải làm ngay bây giờ, mọi người mới bắt chước lại. Đó là nhiệm vụ xuống thế gian giới hạn có mấy chục năm, vỏn vẹn học có bao nhiêu đó thôi, giảng hòa mà chưa xong. Thì hôm nay tôi cũng rất vui được về đây tương ngộ các bạn. Và tôi mong rằng sự đóng góp của chúng ta, mỗi người một câu hỏi, một lời nói của chúng ta sẽ đóng góp cho những người kế tiếp. Chúng ta đã ý thức được rõ là chúng ta đang mang tâm bệnh tại thế, đang thấy khổ và không sao giải quyết được cái khổ. Cho nên chúng ta tìm truy tầm chân lý trong nội thức của chúng ta và thực hành và để chỉ đường và lối cho mọi người tự tìm và tự tiến, thì cái phương pháp không bị lợi dụng và không bị lợi dụng. Chúng tôi không chấp nhận một sự lợi dụng nào hết. Chúng tôi chỉ tu sửa mình để tiến qua mà thôi. Và mình thấy rõ nè, phải làm, phải thực hành, chứ không ai ban cho ta hết. Bây giờ các bạn ra đây có cái nhà, có chiếc xe hơi cũng phải làm mới có, chứ không ai cho. Mình thấy rõ. Như của cả Việt Nam, chúng ta có bao nhiêu gì, phui tay ra đi, chúng ta thấy rõ rồi. Đến đây có hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không, thấy rõ rồi. Người Việt Nam thấy rõ nhất. Và không phải nói là người Việt Nam thông minh, chúng ta nhơ nhôi quá nhiều mà chúng ta có sự thông minh đó. Nghe là hiểu, là thích, là thấy mình tự phải đi và tự phải làm thêm nữa và cố gắng nữa để cứu độ ta và cứu độ nhân loại ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của người Việt Nam. Khổ trước phải làm nhiệm vụ trước, khổ sau phải học được sau. Cho nên chúng ta thấy rõ con đường đi của người Việt Nam ngày hôm nay. Bàn chân nhỏ bé mình chạy khắp năm châu. Rồi tương lai chúng ta mới hòa khí hai mùa. Hai mùa xuân khí là vui vô cùng, tương ngộ ở mảnh đất eo hẹp của chúng ta là nghĩa lưng của Thượng Đế đã chọn. Chứ đừng có nói người Việt Nam ra đây là không thể về, có thể về. Bất ngờ các bạn đang ngồi đây, sự bất ngờ các bạn sẽ ngồi đằng kia. Nhưng mà mình phải chọn mình thanh sạch để mình phát đại nguyện của chính mình và làm một việc gì trước khi chúng ta rời thế. Nên đó là nhiệm vụ của người Việt Nam. Và tương lai sẽ ảnh hưởng cả thế giới nếu mọi người bằng lòng thực hành trong sự thanh sạch sẵn có của chính mình. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Có những câu hỏi gì thắc mắc có thể trao đổi, chúng ta nghiên cứu với nhau. Thế nay giờ đi học liền trong cái dịp lễ viếng Bạch Đạo, thì hôm nay là ngày thứ bảy, ngày mai đã là một ngày khác có thể thầy tiếp xúc với chúng ta. Thì trong cái bầu không khí mà như thế này thì thầy cũng mong muốn quý vị nào có những cái gì thắc mắc hay có những cái tư tưởng gì ở trong mình thì xin trình bày để có sự học hỏi chung với nhau. Xin cập mạng cũng tham gia buổi nói chuyện này. Có những gì thắc mắc có thể hỏi đóng góp từ những cái tiếp tục hỏi mỗi người thì có kinh nghiệm có cái nghiệm kinh nghiệm chứ chúng ta không đem ra không bao giờ mà để cho quần chúng ta có sử dụng. Con thứ tư tất cả các đạo con sự quyền cuối để mà tôn trọng các đạo của thế gian này. Nhưng mà tới đây con có một câu thắc mắc ở cái điểm rằng con thấy rằng con người thì không ai đủ ý nhiều điều tạo gì trước, mà có những tôn giáo khác con có ý là giải thích như là tôi nào có thắc mắc để con tìm hiểu, ví dụ họ tạo ra cái gì trước.
thì tội lỗi. Người khi họ đến trước cha hay là một vị lãnh đạo về tôn giáo xin tha tội thì thưa thầy, cái xin tha tội đó có được hết tội hay không, hay là mình tạo nghiệp chướng mình sẽ gây ở trời, thưa thầy. Cho nên chúng ta dồn vô một tôn giáo mà chúng ta chưa kịp hiểu cái chiều sâu của cái tổ chức đó, thì trong tôn giáo tại sao có tội phải xin tội trước ông cha, mà tại sao người đó nó làm tội vì tự ái mà nó tạo ra tội, nó khinh thị người đó rồi nó dám chém giết người đó, nó hại người đó vì làm tự ái của nó mà thôi. Cho nên phải quỳ trước mặt ông cha để dẹp phần tự ái đó, và nó khai ra những gì đó đã làm sai quấy đối với quần chúng, và nó ăn năn hối cải thì ông cha nó mới nắm kinh thánh và giảng cho nó biết rằng con phải tự cứu con đi. Đó là để dẹp phần tự ái của người tu, người hiểu đạo, người muốn học đạo. Đó là cái luật ở trong nhà thờ mà thôi. Còn nói về bên Phật, nếu chúng ta tạo nghiệp chướng cho chúng ta mà chúng ta không chịu ăn năn sám hối thì nghiệp chướng vẫn còn. Thấy không? Ăn năn sám hối thì nghiệp chướng nó tiêu, mà chúng ta không chịu ăn năn sám hối thì nó nghiệp chướng vẫn trường tồn. Đó là sự tâm tối. Tâm tối sẽ đi đâu? Ra đi nơi tâm tối, đi ra đi mà để rồi. Mình chỉ cái luật khắc khe. Cũng như chúng ta tới đây, mọi người thì thấy ảnh hưởng của cái xã hội này đều có cái tinh thần hòa ái tương thân giữ trật tự với nhau, mà chúng ta đi vô coi hát nó cứ chạy lộn xộn phải trời thì làm sao mà chúng ta sống được? Tự nhiên chúng ta phải bị giam ở trong cái sau và tương lai. Cho nên cái nghiệp trước người đó tạo thì người đó phải ăn năn tự giải mới là tiến được. Còn cái phương pháp ở đằng kia của bên công giáo, người ta cũng lệ lỗi để cho cái đối phương, để cho cái người tạo tội đó giáp tự ái và tự lần lần ăn năn, cũng là một cơ hội để cho nó sửa tâm. Cho nên phải hiểu rõ đó. Anh còn gì thắc mắc nữa? Thưa thầy, con là người bên cha thì đạo Thiên Chúa, bên mẹ thì đạo Phật, thì ở giữa nếu bỏ một bên theo một bên thì như vậy tâm hồn của con rất là hãi lấy. Thành thử tự của mình con thờ phượng cũng như theo tất cả, vừa cũng đến nhà thờ, vừa cũng đến chùa, và nói thật thì tu tại nhà thì nhiều hơn. Thành thử đến tâm của con đã luyện võ từ nhỏ đến lớn với một phương pháp về thiền Zazen của người Nhật, con đã thiền qua từ nhỏ đến lớn. Rồi sau thời gian qua, có biết được anh Đông có cho được những cuốn sách của thầy theo qua, thì con có nghiền ngẫm cũng như đọc qua thoáng qua thôi, chứ cũng không, nếu nói rằng bây giờ đọc hết cuốn sách thì chưa có, chỉ có vài trang về thiền mà thôi. Và tự con thiền lấy thì thấy những điều mà đi vào trong tâm mình, từ ánh sáng phát ra muôn màu, cũng như đi thẳng vào những con đường mà thấy có những người chơi hướng dẫn mắt tay bảo đi theo, thì trong tâm con nghĩ rằng đó là cũng trong tâm mình có những cái lời thiền mà mình cố gắng đi theo và tìm sâu vào trong dĩ dãn để coi rằng tiềm thức mình có thể đi vào về với gia đình của mình không. Con thì thất lạc gia đình và con bên nhà muốn tìm sâu coi bây giờ người đó thế nào. Rồi trong những lúc thiền như vậy thì ngày qua ngày, tháng qua tháng thì cũng thì mới coi đây thì được, có thể nói rằng con ăn chay là đầu khoảng 7 tháng. Thì với tâm hồn con thì lúc nào cũng là thanh tịnh, tranh đua với mọi người với đời không có nữa, chỉ có nghĩ rằng làm thế nào là mình đi sâu vào như những lời thầy đã giảng dạy trong sách. Thì con hy vọng rằng làm thế nào để đi bắt hơn nữa và đi như thế nào là đúng, đó là cuốn
sự thầy, những sự kinh nghiệm thầy đã qua, thầy đã đọt ngắn thời gian, cũng như thầy đã gặp những trời, thầy đã có những sự kiểm chứng đó, sự đại chủ nhiệm. Cảm ơn anh. Về đạo Chúa và đạo Phật, hai cái cũng là đạo, thì không có cái gì mà trở ngại. Nếu người thực hành đúng đạo pháp thì hai bên cũng quy không mà giải vọng, hai cái là một. Cho nên Chúa thì Phật không có gây lộn mà người thế gian thì con cũng không cả trên chỗ đó gì tâm tốn mà thôi. Còn vấn đề tu mà để cho nó kết quả mau hơn, mau hơn là dục tốc bất đạt, nếu gấp là không thành. Vì mỗi người ở thế gian đều có chuyên nghiệp của chính họ, anh có chuyên nghiệp của anh. Cho nên mình chỉ giữ cái bình tâm trở lại với sự quân bình sáng suốt của chính mình, là thanh tịnh và sáng suốt. Khi mà đạt được thanh tịnh và sáng suốt đó, là đi nhanh hơn. Cái chuyên nghiệp của nó đã bám sát cơ thể của chúng ta từ nhiều năm, không phải mau. Chuyên nghiệp không phải có người ở ngoài mới là chuyên nghiệp, nằm ở trong tâm thức của mình. Cho nên mượn cái pháp này khứ trực lưu thanh và giữ bình tâm để đạt sự quân bình, không nôn nóng. Nhưng mà thực hành cho đúng pháp. Nếu anh nôn nóng là động thêm, chúng ta ở đời đã động rồi, chúng ta mới tạo tối tâm cho chính mình. À, rồi đòi cái này đòi kia đòi nọ nhưng mà không có thành công. Rồi bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta mong đạt gấp thì động thêm một cái nữa, cộng thêm một cái động nữa thì làm sao tỉnh. Cho nên chúng ta chỉ có cái phương pháp rồi giải mà, giải trực được khư trực chúng ta. Ngày nay anh bắt đầu ăn chay là đã bắt đầu đi trong cái đường tự giải. Nay chút mai chút rồi giải tới trực khí và lưu thanh khí, lúc đó là anh mới thấy trở về ngôi chính vị của anh rồi, tới trong thật sự, chứ không có nên nôn. Nếu mà tôi muốn nôn đi cho mau hơn, tôi đường này, tôi phương pháp vô vi này là ngắn nhất rồi. Trực tiếp thành lập bộ đầu, trực tiếp thành lập ngũ tạng, mà hưởng thẳng cái nguyên khí của các càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho nguyên linh tiến hóa. Không còn cái cách nào mà mau hơn nữa, thì chúng ta phải giữ trật tự để trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt, để sớm giải cái nghiệp tâm là đi tới cái chỗ nào khác. Cho nên ngày hôm nay anh biết ăn chay, rồi càng ngày anh càng thức hơn. Đổi sau 3 năm tu về Bồ Vi, anh thấy tâm của anh là càng phải sửa nữa. Càng ngày càng sửa thì sửa xong rồi cái pháp tướng của anh nó bộc lộ. Lúc đó anh mở miệng mọi người nghe, đó là anh thấy anh có nhiệm vụ. Mà anh cứ nhiệm vụ từ lúc anh chào đời mà không biết làm vì đời nó đã lôi cuốn. Cho nên chúng ta trở về với căn bản, thấy là nhiệm vụ tôi đã lãnh từ lâu mà tôi chưa làm. Bây giờ tôi thích tâm, tôi thấy tôi đi được và tôi trở về với chính tôi rồi, tôi nói cho họ nghe. Và lúc đó anh nói họ mới tin. Cái pháp tướng anh mở rồi mới tin. Còn pháp tướng chưa mở thì không tin được. Nói gì nói họ không tin. Vậy khi mình luôn đánh diễn, mình bao trùm cho họ, và cũng như là mình chỉ cho họ thắp cái đèn lòng để họ tự đi. Và họ biết cái kỹ thuật tránh được đèn lòng là họ tự tin cho họ, chứ không phải tin mình. Nhưng mà họ tin cái kỹ thuật đó để họ tự thắp cái đèn lòng của họ. Lúc đó là họ tự tin. Cho nên anh được trình pháp và anh thực hành cứ kinh thành tình của mình ta. Và không nên nôn nóng. Mình đã nôn nóng từ lúc xuống thế rồi, bây giờ không có nôn nóng nữa. Nó bị ngắn nữa không được. Cái này là chỉ ngắn nhất. Cứ trực lưu thanh hàng ngày 24/24, mình nuôi dưỡng ý chí vô cùng khô bất diệt, sống tại thế gian để học nhẫn học hòa và cứu độ tôi và hạnh phúc chúng sanh. Đó là nhiệm vụ sáng suốt vay đạo cả đạo và tương lai. Thế như tôi ngày hôm nay, tôi đã nhờ cái pháp này tôi được trang nghiệm, tôi được khỏe mạnh. Với tuổi qua tôi cũng đi đây đi đó, đi xe mấy chục kia giá thì ngồi để tìm mà đi, không có thả lỏng gì hết. Lúc nào cũng những sự bình an đi qua. Thì ngày hôm nay tôi mới có cơ hội diễn thiên hạ và chúng ta nhìn nhau trên đường đạo và trở về chắc không có đạo Phật và không có đạo Chúa. Đạo vô vi là trung dung tiến hóa tới vô cùng bất diệt, đó là đúng đường của anh. Không bỏ tay mặt và không bỏ tay trái, hai bên cũng là tu độ chúng ta.
và chúng ta phải luôn nấu thì đi qua tới cuối cùng để xứng đáng công ơn của đạo pháp lưu truyền tại thế bao nhiêu chúng ta đã hiểu rồi. Cảm ơn sự đóng góp của anh. Thưa thầy, ở đời có nhiều rất nhiều đạo và trong việc tu hành thì có rất nhiều môn, nhiều pháp môn. Phải chăng là pháp môn vô vi trong thời này thì này là một pháp môn thực tiễn nhất để mà thực hành để mà vô vi tắc để tu tắc để mà đạt thành không? Cái cách đề niềm tin như thầy hồi xưa cũng vậy, như quý vị đây chắc cũng không biết gì nhiều thì tới kỳ này cũng chưa xây dựng được cái niềm tin trọn vẹn để gì mình làm có đúng hay là không, ai làm sẽ đi sai. Một cái vấn đề thứ ba mà trả ngại cho đường tu tiến là sự làm biến. Người nào không biết thì nhiều, chúng ta ai cũng có làm biến hết. Làm biến thấy nghe thì thấy nói hay, nghe hay, đọc sách thấy hay, cảm nhận thấy hay, nhưng mình có nhiều biện nhiều lý lẽ để không làm, rồi mình đánh đổ nó không có tin. Vì bởi vì chẳng qua là mình làm biến. Thì có những cái phương pháp nào, có những cái cách thức nào mình đánh đổ những cái chuyện đó để mà thực hành cho mình, hay là mình phải tự nguyện hay là tích tâm để mà làm cái đó, hay là có những phương pháp nào hay hơn để giúp để mà tu tiến cho nó dễ dàng. Nhưng mà rốt cuộc nơi hành đạo và hành phương pháp là chỉ vỏn vẹn có ý chí mà thôi. Khi người ý đức được ý chí ta vô cùng, ta mới hành cái pháp đó có giá trị bất cứ pháp nào. Cho nên pháp vô vi cũng vỏn vẹn gặt hai thấy rõ bộ đầu chúng ta động loạn nhiều, cho nên có phương pháp soi hồn để thanh lọc bộ đầu. Ngũ tạng chúng ta ô trược, chúng ta dùng cái pháp để thở sự thanh lọc. Nhưng mà những cái pháp kia cũng có, nhưng mà ý chí của họ vô cùng. Ý chí của người tu học đến giờ, đến phút, đến khắc họ mới tự chủ tự tu. Chứ không phải khi không kêu người ta tu, người ta tu, không phải tu. Qua sự đau khổ, qua nhiều kiếp luân hồi, nhờ quá rồi ở ý thức được đây là cái giá trị của chính tôi. Chính tôi có thể dùng bông bồi ý chí này để cứu độ tôi và cứu độ quần sanh. Ý chí bất khuất đó thì cái phương pháp nào chỉ định. Con nói con ma lừa biến thì có câu trong chùa con nói ma nhất trưởng hoặc kinh sinh. Phật là thứ của ma nhất trưởng. Thì chúng ta ngồi đây là ma nhất trưởng rồi. Tại sao nó chứng minh gì? Tôi đâu có ma nào nhập tư mà nó ma nhất trưởng. Một ngày tôi ăn nào là thịt thú biết là bao nhiêu, đó là trưởng. Tôi giết biết bao nhiêu, cái nghiệp sát tôi biết bao nhiêu, nó mới theo nó đòi. Đó là cái ma nhất trưởng xung quanh tôi, nó tạo cho tôi lời biến. Vì sao nó lời biến? Vì sự kiến thức của con thú eo hẹp, là chỉ biết trực giác mà thôi. Nó không có mặt để tâm linh cao. Cho nên khi mà các bạn đi vô ngồi thiền, nó thúc đẩy chuyện này chuyện nào thôi ngủ đi. Nghe là ông ta chết bệnh quá, nó không nào. Thấy chưa? Nhưng mà ý chí bất khuất, một vị tiên, một vị Phật, đâu có ôm sát mà sống. Khi chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta đã biết phần hồn của chúng ta và tiên Phật đồng thức với nhau, thì chúng ta đâu có ôm sát để mà sống. Đấy cái gì? Bằng chính ôm thì chúng ta sanh lão bệnh tử khổ mấy chục năm cũng bỏ sát mà đi. Đi đâu? Chúng ta hiểu cái này. Không có chết, chúng ta chỉ hạ lệnh mà thôi. Dùng sự sáng suốt là phần hồn hạ lệnh. Ngồi đàng hoàng, hít thở đàng hoàng, thiền đàng hoàng, đúng giờ mới cho đứng dậy. Rồi mình thấy hai giới nào. Cái thích của các bạn từ ở nhà đem cái sách đến đây. Từ chút nữa các bạn ăn cơm rồi hạ cái lệnh là đi về đó, là nó lái xe rùm rùm đem cái sách rồi. Không phải chủ như nó. Có biết sức rồi. Sáng sức rồi chứ không biết sức. Nhưng một quyền năng vô cùng. Thì chúng ta muốn đào tạo những cái vạn linh trong cái diễu thị như thế này. Mỗi một cơ tạng 250 vị tỳ kheo, tổng cộng nhân cho nó là 1250 vị tỳ kheo. Tất nhiên chúng ta không phải một mình các bạn làm việc cho nó nhiều lắm. Cho nên khi các bạn dẫn, nó bày dẫn thêm đám này bày dẫn cái, rồi đám kia bày dẫn cái, đám kia bày ghép cái. Nó bày tới không? Đau. Cho nên các bạn xây dựng cái ý chí vô cùng là chủ học.
phải điều khiển nó, phải trách nhiệm đối với cả càng không giáo vũ trụ và giáo dục nó không nên tái phạm được. Các bạn tự hút kiến thức thôi, bỏ vợ thì dễ chứ bỏ thuốc bỏ không được, bỏ không được. Bởi vì tại sao chủ nhân ông vậy, nó quen rồi, bao nhiêu ở trong này chỉ hưởng cái đó mà sống, mà bây giờ kêu nó bỏ nó không bỏ thì phải cái ý chí của chủ nhân ông nhất quyết không cho nó và thay đổi một cái mới mới được. Cho nên quyền năng chúng ta có mà chúng ta không biết sử dụng, thành ra còn với những sức ta. Ta nói Phật tâm chứ không có sát Phật, Phật tâm. Sao? Đó, thì ma nhất trưởng, Phật nhất sức đang bao vây chúng ta. Bây giờ nó tu chứ chút nữa về nhà bỏ không có tu. Tại ai? Tại tụi nó, lục căn lục trần nó phủ đầu, chủ nhân không? Không cách gì làm. Bây giờ nào giờ mình mở tiệm giao cho 12 nhân công làm, bây giờ mình muốn giành quyền lại thì tụi nó cũng ganh ghét. Nhưng mà ý chí vô cùng lắp lại cơ đồ và xây dựng cái kỳ đó. Chủ của tiểu thiên địa này, nước lửa gió đất quyền năng ta nắm, nó trọn vẹn trong tay. Và ý thức giờ công phu là công phu, giờ tu học là giờ tu học, giờ làm ăn là phải tận tâm, làm việc cho đời phải tận tâm. Nó thành một hiền nhân tại thế, có nhân đạo mới có thiên đạo. Một người chồng xứng đáng một người chồng, một người vợ phải xứng đáng một người vợ. Đâu đó nó mạch lạc đàng hoàng, bị nghiêm khắc như vậy thì đời đạo sông trùng, nhàn hạ vô cùng. Không thiếu nhàn hạ bận rộn vì mất trật tự mà thôi. Mà chúng ta giữ trật tự rồi thì sự sống không có cái gì thay đổi, lúc nào cũng nhàn hạ. Tiên tại trần, các bạn là tiên tại trần, có phương tiện bấm có mấy cái lúc mà nói chuyện có mấy ngàn mai à. Thấy không? Tiên tại trần. Hồi xưa mới qua phép thần thông mới cúng mấy ngày mới làm được. Cái này ta bấm nút người ta nói chuyện tình ta xa thì ta cũng nói được. Phải không? Đó, cho nên chúng ta những cái xe êm ả cũng như cái tòa xe đưa nước chúng ta hàng ngày ngồi trên cái xe đó, cấu trúc bởi nguyên ý siêu nhiên mà có. Nhiều năm, nhiều kiếp rồi chúng ta mới ngộ được cái cảnh này. Mà bây giờ chúng ta không tu và không có trở về với cái quyền làm chủ của chính chúng ta thì tương lai các bạn nghĩ các bạn sẽ đi đâu? Thấy rõ rồi. Mình không chịu làm chủ thì họ làm chủ chứ. Nào, cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái phần sáng suốt. Muốn phục quốc, phục tâm. Quyền hạn của chúng ta không phục được, không phục được quốc gia. Tha thứ và thương yêu mới xây dựng cái khí giới tình thương và đạo đức sống động vô cùng. Nó là sức mạnh vô biên. Trong khi giới xuống ống chúng ta coi nhiều, nghe nhiều lắm. Hồi nào giờ tôi cũng cầm súng mà tôi nghe tiếng súng như quả tiễn nhiều lắm ở Việt Nam. Tôi thấy không có xài được. Nhưng mà tình thương và đạo đức sẽ xài được tương lai. Rồi đây khắp thế giới sẽ nói, vì mối lỡ mà sản xuất với nhau nhưng mà không chết ai, hồn vẫn còn. Rồi đây các bạn sẽ thấy có cái ngày sự rốt cuộc thấy giá trị tình thương và đạo đức. Rồi năm nhau năm châu mới có cuộc giao kết qua lại tự do. Nếu nó không đi tới cái sự cực tâm thì nó không có trở về cực tử. Cái luật nó như vậy. Cho nên chúng ta an tâm tu trong cái kiếp của cái xác này, phải lo cho thanh tịnh. Rồi ngày đó chúng ta nhận nhiệm vụ làm tốt hơn. Chúng ta đã hy sinh được rồi thì chúng ta sẽ chia sức cho mọi người. Cái đó là thực tâm từ bi cứu độ, mới huynh đệ mới tin cẩn lẫn nhau, nên làm đại sự được. Chứ bây giờ chưa có tin cẩn lẫn nhau không làm được. Vì sao không tin cẩn? Vì không thấy. Tôi sẽ mất, tôi mất quyền lợi, sẽ mất địa vị. Tôi thấy tôi không có quyền lợi tại thế, không có địa vị tại thế, nhưng mà tôi có cảnh đời đời cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó tôi mới chịu chia sẻ với người khác. Tôi quy tất cả mọi người, tôi thấy là huynh đệ của tôi một nhà, tứ quan ngũ tạng như nhau, thương yêu vô cùng, không có nỡ bỏ huynh đệ chúng ta. Vì chỉ đắm chìm tâm tối mà thôi. Những người thích tâm là cũng như tôi mà thôi. Thấy không? Cho nên chư Phật tại sao thành Phật rồi đi cứu chúng sanh, chứ ở là chơi xuống cứu chúng sanh. Ngài trước kia là con người, tổng đoạn trầm luân tại thế,
Vì ai thành công thì cái sáng nó chỉ trách nhiệm chiếu cho cái tối không? Bóng đèn nó làm việc chúng ta nữa, chúng ta nó có ánh sáng ngồi đến này. Thấy không? Thì cái khả năng vô cùng là khả năng chia sẻ. Và chúng ta thức giác được khả năng vô cùng của phần hồn là chúng ta là người chia sẻ cho tương lai. Học từ bi và từ bi. Nó rõ như vậy, không có gì giống như được. Các bạn, tôi đã nói là các bạn không có thể xa càng không vũ trụ được. Càng không vũ trụ là bạn, bạn là càng không. Không có hơi thở, không có ánh nắng, các bạn không có sống được. Cái biển của trời, cái lò lửa lớn của trời chiếu ban chúng ta mới có sự trưởng thành lớn lên. Chứ không phải ăn cái bánh nó lớn đâu. Nó phải có cái lý do gì. Những ngày hôm nay Văn Minh người ta trồng cà mà không xài đất đó. Rồi cà nó cũng mọc. Ta thấy được không? Thấy cái điểm trời mạnh chứ. Quý vị có xem Expo 8 năm ở bên Nhật Bản, người ta trồng một cái cây cà mà 2.700 trái mà không có một chút đất. Ta lấy NFC của ông ta. Cái khả năng của ông ta. Mấy cái điểm của ông ta. Nuôi dưỡng thì chúng ta đang nuôi dưỡng bởi ai? Thanh khí điểm quá sân vạn vật thì chúng ta đang hút hết thanh khí điểm để mà sống lên em. Cho nên phương pháp công phu đây là pháp luân thường chuyển huệ tâm hai là hết cái thanh khí điểm để mở tâm mở trí chúng ta thân trực luân thân nó mới mở huệ tâm mới thấy tiền chứng của chúng ta và quyết định tương lai cho chính mình. Nhưng mà phải dày công, không dày công sao có ra. Tôi mượn cầu như ông thù hộ chứ được như trời cái nó nói bậy xuống đây học bài mà không chịu trả bài làm sao mà có bằng cấp như nha. Trời là đâu là nhà của mình mà xuống đây học nhẫn học hòa mà học không xong làm sao đi về phải đi học nữa. Cho nên cái luật nó có thể chúng ta hiểu luật rồi thì chúng ta giữ luật mà đi thì không có đồng loạt và cởi mở vô cùng sung sướng vô cùng được học một trường đại học liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, một học viên cả càn khôn vũ trụ. Đâu có cần chữ. Bây giờ nhiều người sống khác rồi cứ đâu cần chữ vợ chồng con cái nói chuyện với nhau mà mình học không biết bao nhiêu. Học có chữ hòa đâu. Bữa nay gây mai hòa, bữa nay gây mai hòa, sửa nay chút mai chút. À, rồi khi mà vợ mình đau cái thì nói với con má mày đau tao buồn. Hỏi sao má, bởi má không bệnh luôn. Lệ ba gây lộn mà bây giờ má đau ba buồn. Thấy không? Thấy là một quà. Thấy không? Cho nên ban đầu thì cãi lộn với cái kỳ thật, cái chân tâm của nó quà là một. Cho nên chúng ta phải quy nhất ở chỗ đó. Cho nên cái phương pháp công phu này là thượng trung hạ quy nhất, làm pháp luân đầy rúng đầy lực trung linh bộ đạo. Quy nhất xuất ra để đi. Mình giáng sanh bởi cái mỏ ác này thấy nó mềm này. Lúc một con nít mà nằm ở đời đó đi ra đời nó bê bê nó cười nó giỡn như con ta nói chuyện đi ra vô. Mà bây giờ mình ở đây nó mở thì mình trở về cái vô tư của hồi xưa. Đứa con đi sinh ra ai cũng mến, ai cũng muốn ẩm cũng hung, mà bây giờ chúng ta có coi kế ghét người thương. Tại sao chúng ta bị ô nhiễm rồi? Bây giờ chúng ta thanh lọc, chúng ta đã mất cái vốn không không tự tại của chúng ta. Bây giờ chúng ta trở về cái vốn không không. Cho nên cái sơ hồn pháp luân thiền định của chúng tôi là thanh lập khứ trực lưu thanh. Thì nó trở về thanh rồi, trở về thanh cái pháp tướng mở ra ai cũng thích mình. Vì cái người đó nó không có mưu lợi và không có cướp giật và không có ám hại ai. Nhưng mà nó muốn chỉ đường cho mọi người tiến thì mọi người thích nó chứ có gì đâu. Một chút tư vị tư lợi là người ta không ưa rồi. Thì mọi người nghĩ như vậy thì cộng đồng nhân sinh này sống cái cảnh an nhàn tự tại. Mình biết học hết lớp, nhường lớp cho người khác. Bằng lòng ra đi. Sinh lão bệnh tử nhất định. Có người sợ chết, ham sanh quý tử để làm gì? Đâu cũng có được. Có bạc tỷ cũng không có thể, không có thể là tránh cái chết cơ mà. Tránh chết được thì mấy ông vua đâu có phải chết. Ha? Chúng ta hiểu cái này là chúng ta phải chấp nhận để tiến hóa. Học lớp này thì tới lớp khác, nhưng mà giữ thanh tịnh, hướng thiện. Thì ngày hôm nay kiếp trước chúng ta hướng thiện, ngày nay chúng ta có phước. Mà ngày hôm nay chúng ta tái tục làm thiện nữa thì tương lai cái phước vô cùng. Ông trời có ngân hàng để các bạn chứ không có.
cái các bạn có đây là bất ngờ mà tưởng không, không có thể tưởng trước được, không có thể nghĩ trước được, bất khả luận bàn. Trước khi bỏ đất nước ra đi, không nghĩ ngày nay tôi có xe hơn đi. Đang có nhiều người ra đây tôi khổ gì khổ tôi cũng chịu, nhưng mà ngày nay tôi có điều gì không? Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết tu, chúng ta hướng thiện, chúng ta tạo phước, thấy của ông trời chúng ta chia sớt cho huynh đệ chúng ta, chia sớt bằng công phu thanh nhẹ có luồng điển, chia sớt cho anh em chúng ta, mỗi người được hưởng một chút, tiền của chúng ta cũng giúp đỡ mọi người. Thấy không? Thì cái tâm chúng ta nhẹ và cái pháp tướng nó lại mà của ông trời ăn sạch cho hết. Các bạn ngày ăn ba bữa ăn bao nhiêu mà cứ sợ đói không à? Thì thật không có đói. Trong cái không nó có, chúng ta ra đây với bàn tay không rồi nó có. Rồi một ngày nào đó chúng ta bỏ đây, chúng ta về Việt Nam cũng bàn tay không rồi nó có. Không sợ. Cứ giữ cái chân tâm thành thật với chính mình và đừng được gạt mình nữa là thôi đủ rồi. Ở giáo án đó thầy thấy nhẹ. Mà sao cái nhẹ bây giờ cái con bị khảo đảo, sao con kìm thì con giữ không được, cái thầy con bỏ thì bây giờ con buồn lắm, lúc nào con hối hận lắm. Mà con không biết làm sao á, con thứ nay đến với thầy, thầy soi sáng thì ban nghĩ cho con để con thiền lại. Mà con không biết con có khả năng thiền được không thầy, để coi con. Thì nó tại sao thiền không? Tại sao thiền không được? Tại cái nóng tâm. Đấy không? Bây giờ cái miệng nó dẫn sai mình nhiều quá rồi. Giờ khép nó lại. Hả? Phải dẹp cái nóng tâm. Thì mới trở về tự chủ. Đừng có để lục căn lục trần nó lôi cuốn mình. Chị đó chị thiền mà chị bỏ là chị khiến chị ý thích chị thiền đó là quý cho chính chị. Mà tại sao chị bỏ cái quý đó? Phải bị cái chủ kia nó lật đổ lại. Đó, hồi nào giờ lười biếng nè, không có chịu lo tu thì được căn lục trần nó làm chủ, giao cho tụi nó làm được rồi. Bây giờ mình về mình làm chủ mà mình lo thôi nó kêu đâu. Tại vì mình thiếu ý thức chủ quyền của cái tiểu thiên địa này. Đó, chị thấy rõ không? Là nói chỉ nói ra đó, ai đạo được, ai chế cho âm trình gì được. Nhưng mà ta nghe lời nói, ta biết cái tánh đó chị đâu. Cái nào dâng lên đó, biến động ra do đâu, từ từng lớp nào phát khởi ra. Đó, bây giờ chỉ cái pháp này để sửa và nó đi lên. Chị tu đúng rồi, 3 năm sau cái âm thanh cũng khác nữa. Và cái kiến thức nó còn khác. Nó đổi cái tình số khác rồi. Bây giờ cái điện nó thì kéo lôi cứ như mình cái gì cũng ỷ lại. Cái nhà mình cứ ỷ tiết tiệm, mình buôn bán cứ ỷ lại nhân công à. Nhân công nó muốn làm gì làm, bà chủ chịu à. Bây giờ tôi vô, tôi làm tốt hơn để các anh học. Thì tôi hạ mình, tôi chịu khổ, phải thực hành. Thấy chưa? Hồi nào giờ thiếu thực hành. Tại thực hành chút mới cho mệt quá, trong nó đầy miệng mệt quá, thôi bỏ. Con không muốn thiền lắm thầy, tới nhẹ đó thầy. Ừ. Khi nhẹ mà sao con thấy lúc của con đau bệnh nó quỳ rồi, con có từng lễ con mệt chứ con bỏ cái nó bỏ luôn. Nó đau, cái căng lục trần đó. Nó làm con nặng quá, con giờ muốn thiền lại không được, có thầy nặng nề đó. Bây giờ chỉ cứ làm lại, dạ. Không có thiền, chỉ làm cái thở thì chỉ làm cho nó điều hòa, cho nó hạ bớt cái năng tâm, thì nó không mượn cái cơ hội đó, nó lật đổ. Nó cũng tranh trị lắm, nó mượn cơ hội nào thì đẩy chú nhân âm xuống. Người nóng rồi, da trên tấm nóng là nó không làm gì được. Nó mượn cơ hội không. Người tham ăn chơi thì nó đẩy đi ăn nhậu. Nó bày thế không à. Mà cương quyết rồi là tự chiến thắng. Thì lúc đó mình thấy là mình mới có cơ hội tiếp xúc những người thiên nhiên, thiên lành đối với mình. Và cởi mở gia can nó yên lại. Cho nên bất cứ gia nào động loạn nó phá con gì, thì thương con nó phá con gì, cương quyết. Vì một cuộc cách mạng của nội tâm, tự cách mạng. Không phải chuyện giỡn, chuyện vĩ đại. Để làm cho ảnh hưởng chúng sanh tương lai, chứ không phải niềm nhỏ. Bây giờ chị nuôi mấy đứa con, nhưng mà sau này chị làm được rồi thì cũng nuôi tất cả mọi người cái thứ. Làm việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Hiểu không? Cho nên phải nuôi cái ý chí và hiểu rõ cái đường lối mình đi. Không làm việc nhỏ. Hy sinh cao, bỏ tấm hư tật xấu, giam hết. Nó đề nghị gì chắc giữ một cái thức thôi để tiến qua là rồi mới nói chuyện khác. Thì lúc đó mới giải quyết được. Ngay trong gia đình gì mà chị không có cương quyết thì cái nhà lộn xộn rồi. Phải không? Phải cương quyết.
con thấy hay là gì nè thầy, khi mà con thiện thì con sẽ thấy nó dễ nghe, dễ thương lắm thầy, nó ngoan lắm. Vì khi con bỏ là con thấy số tuổi nó mất dạy ghê, con tức lắm thầy. Sao sao vậy? Tại sao chị thiền thì con nó nghe? Dạ. Chị thiền thì tập trung luồng điển của chị rồi. Cái energy, cái power của chị nó khác rồi. Dạ. Chị nhìn nó một cách khác và chị rờ nó một cách khác. Khi chị tập trung là cái luồng điển nó tập trung rồi. Đại diện nó năm ngón tay này nó rước cái trượt của con chị này. Nó trượt nó ngu si, nó mới cãi mẹ nó. Còn nó thăng nhẹ, nó khôn ngoan đâu cãi mẹ nó. Thế là bởi con thấy trước mắt là bằng chứng là cái linh nghiệm của thầy, nhưng mà con giờ con nặng nề quá, con cái con buồn quá thì con nhờ. Không có gì nặng nề hết. Bây giờ chị qua đây, chị nghe những lời tôi giảng bữa nay, chị không bỏ ý chí của chị, chị còn có mấy chục năm nữa hết rồi. Mà chị không lo cho chị thì chẳng ai lo cho chị. Hiểu chưa? Đó là trách nhiệm của chị phải trở về với chân giác của chính chị. Hả? Thưa thầy, con có một cái chuyện này con xin thầy á. Tại vì con có hẹn với mấy chị bạn nó muốn tới gặp thầy đó, người ta thích tới lắm. Nhưng mà con hẹn 8 giờ con chở họ đi. Nhưng mà tối thì con làm về nửa đêm, 3-4 giờ sáng con ngủ á. Con ngủ quên tới 9 giờ. Con gọi với bà, rồi với bà đi mua đồ của Đạt đó bà. Mua đồ của Đạt, con tưởng với bà lên thầy, con lật thầy con chạy mình lên đây. Ai ngờ lên không thấy với bà. Bây giờ con biết cái đó lỗi thầy con á, con tính xin thầy trong xin nửa tiếng 15 phút ngày mai á. Để con cho bà gặp thầy. Ngày mai ở đây cũng có bà con ở đây họ thiền. Để bà gặp thầy để con chịu cái lỗi không thầy, mình hứa với người ta mình không nhận lời đó thầy. Để bữa nay bà không có mặt nhưng mà bà có cuốn băng đầy đủ lời nói của tôi và các bạn đóng góp này. Mấy bác muốn gặp thầy hay nghe thầy ở xa xa. À, từ nãy giờ con bắt đầu nói chuyện con có nhận xét như thế này. Đầu tiên thầy nói về cái nguyên lý là sinh lão bệnh tử, bắt đầu từ cái sinh lão bệnh tử đi qua cho con người nhận hòa và tình thương. Thì những cái đó con cũng thấy ở trong đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Chúa cũng như đạo Tô Đà, tất cả các đạo cùng lấy cái nhân ái làm đầu tình thương. Nhưng mà bây giờ ở đây thì lại có phương pháp thực hành vô vi. Thì thưa thầy, cái phương pháp thực hành vô vi là một cái phương tiện hay là một cố gắng? Một phương tiện để đạt đến cái nhân hòa và tình thương. Thưa thầy, có thể tu nhân hòa tình thương mà không cần qua phương pháp vô vi không? Bởi vì đó là một phương tiện. Theo cái sự hiểu đông đảo của con, bây giờ lấy một cái ví dụ. Bây giờ mình muốn đi qua Houston, có thể đi bằng máy bay, có thể đi bằng xe hơi, cũng có thể đi bằng xe lửa. Thì không qua cái phương pháp mà thực hành vô vi, mình có thể đạt cái nhân quả và tình thương được hay không? Cái đã thứ nhì, trong đó một vài người bạn của con nói rằng thiền thì thấy rõ ràng sức khỏe mình nó khá lên hơn. Thì cái thiền như vậy cũng là để bổ túc cho cái sức khỏe để mình tu hành cái đạo và đi tới cái nhân hòa và tình thương. Thì cũng là như vậy đó, nếu như mình tu theo nhân hòa tình thương mà cái không thực hành phương pháp vô vi thì cũng có thể gọi là thiền, hay là chưa phải là thiền. Tôi có một câu nữa là thầy có nói rằng là tự tu để mà giải thoát cho chúng sinh thì cũng như là tự giác rồi giác tha. Nhưng mà từ lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay đã hơn 2500 năm thì con người cũng đang còn sa đọa trong cái vòng chém giết, trong cái sự thù hận, trong sự căm hận. Thì thưa thầy, từ ngày thầy tìm thấy được cái chân pháp đến nay, thầy tu để tự tu, có một số đồng đạo bạn hữu cũng tu theo phương pháp vô vi, nhưng mà thưa thầy, đã đến ngày hôm nay được bao nhiêu môn đệ của thầy đã là hành giả để mà ban phổ biến được cái đạo của thầy để mong giải thoát cho chúng sanh, hay là họ cũng đương còn ở trong cái thời kỳ là tu thân
thì chưa đi tới thì giai đoạn giải thoát chúng sanh được. Và cứ như thế này thì đến bao giờ mình mới có được một cái nhân loại đại đồng? Nghĩ là những cái ý kiến thô thiển của con xin thầy cho. Cảm ơn câu hỏi của anh. Về cái phương tiện, phương pháp cô đi là một cái phương tiện để cởi mở tâm thức điển quang, tạo nhân thể hiện hòa ái tương thân và giải tỏa cái nghiệp chướng của nội tâm. Đó là phương tiện để thực hành. Còn phương tiện mà đi máy bay nhẫn làm việc đồ này kia kia đó là tu phước. Còn đây là tu phước và huệ, hai cái một lần. Ví dụ có người mà trong cái tâm bẩn chặt sân si, cũng nhẫn, cũng đi máy bay, cũng đi xe, cũng đi tới đích, nhưng mà khi nói chuyện là động loạn, có sự tiếp bạc, thì cái đó nó thiếu hòa, mà không biết cái hòa ở đâu, làm sao tạo được hòa, và không hiểu cái nguyên điểm của chính mình. Và để khai triển cái nhanh chóng mà thực hiện cái hòa giữa con người và con người, thì nó có cái chỗ thắc mắc luôn luôn. Cho nên cái phương pháp này là trước hết là phương tiện. Anh nói đúng, tất cả đạo pháp ở thế gian là phương tiện, mà thể xác của chúng ta cũng là phương tiện. Nhưng mà phương tiện này nó bị hư, nó bị mất quân bình, thì chúng ta phải mượn cái kỹ thuật này để lập lại sự quân bình. Lúc đó mới thấy rõ ta hơn. Cho nên cái con đường tất cả thế gian đạo pháp đều là phương tiện để đưa tâm linh tiến hóa tới vô cùng. Còn cái chân thức của phần hồn khi ngộ được quyền bí ở bên trên và chúng ta tiến hóa tới vô cùng thì đó là cái lớp khác, cũng phải giải thoát nữa. Nó không khác cái quả tiễn mà phóng lên không trung là phương tiện bên ngoài, nó rớt bao nhiêu mai lên trên đó nó sẽ rớt một lớp ra, rồi bao nhiêu mai nó rớt lớp là nó mới đi tới đỉnh. Cái thể xác của chúng ta là phương tiện, đúng như anh đã nói. Còn về cái số người mà tu vô vi tới bây giờ được bao nhiêu người, thì chúng tôi tu, chúng tôi không có làm chất trị mà không đếm người. Chúng tôi chỉ nói là pháp này của anh về tự tu tự tiến mà thôi. Tại đó chúng tôi không có tính con số, nhưng mà đã giúp ích không ít. Vì những người có tấm hư thật xấu đã từ bỏ, kể như kê ma túy, hỗn ẩu, công cao ngạo mạn, ngày nay tự thức và hạ mình để hòa nhẫn và nói lại cái phương pháp cho người khác tu trong cái lúc khởi động. Thì không ít, ngày nay ở xứ Mỹ không ít. Vậy tôi vón vẹn ra đây từ 1979 tới nay, không có năm nào tôi không đi thuyết giảng và khuyến khích người ta thực hành, thì tôi thấy là kết quả rồi. Và chính những người đã thú nhận và thấy rõ tâm hư tật xấu của chính mình và học dẫn học hòa, thậm chí người nghịch thù với chúng ta mà ngày hôm nay người tu vô vi chịu quỳ xuống lại người đó để tạo một cơ hội cho đối phương tự thức và tự tu, là người huynh đệ vô vi mà đã làm một điều này. Cũng có một phần dùng lý thuyết nói vô vi và không hành vô vi, không chịu mở tâm mở trí, không có thực hành, chỉ đọc sách và nói lý thuyết thôi, thì những người đó là không phải tu vô vi. Những người tu vô vi người ta thực hành và ta thấy nhãn quan họ thay đổi, mặt mày họ thay đổi, tâm tánh họ thay đổi, gia căn họ vui hòa, họ thấy rõ, thì cái đó mới là chân tu. Mà có người đọc sách vô vi nói tu vô vi, cho nên tôi không có nhận một người nào làm đệ tử tôi hết. Bạn thôi, tôi đã hành như vậy và được như vậy, và tôi trao cái phương pháp như vậy cho mọi người thực hành. Vì cái pháp này không có lễ thuộc, chính mình mở trượt để gây nhân tốt cho chúng sanh. Mọi người biết hành thì sẽ tạo cái tâm trong tài thần. Cho nên hỏi thì chừng nào cả thế gian này người ta mới đi tới cái chỗ tốt, nhiều tôn giáo, nhiều đạo pháp, nhiều hoàn cảnh. Hoàn cảnh là ông sư, nhưng mà tu về phước, đại đa số tu về phước, người hướng thiện, muốn lấy sự bình an chính mình và ảnh hưởng người khác và cứu giúp người khác, cái đó kiếp sau là một tổng.
họ được tốt. Và tu phước hay là tu huệ? Tu huệ thì phải bỏ công nhiều hơn, tu phước thì làm chuyện hướng thiện ngay tại thế, đó là tu phước. Cho nên cái chuyện vô cùng của ông trời làm, chúng ta một người đâu có thể làm được nhiều. Cho nên thiểu ức ức Phật đã và đang làm việc, thiểu ức ức Thiên đã và đang làm việc, tâm phạm làm sao những người thấy không? Cho nên khi mà chúng ta còn dùng con số là sai. Chúng tôi không dùng con số, chúng tôi chỉ nói trong một cuộc nói đây, tất cả là một, tất cả là huynh đệ, tất cả là đồng hành tại thế. Tôi cảm nhận mỗi người đã và đang tu, có gia cang, có vợ, con, học nhẫn, học hòa, đủ phương diện để kích bác các bạn và để các bạn thành công. Đã và đang tu rồi, phải thực hiện cảnh đời này. Rồi nếu mà thực hành thì mình được nhẹ hơn, và mình thấy dũng mãnh hơn, chấp nhận hơn, và dễ tiến nhanh hơn. Còn không, nó cũng đi vậy. Bởi vì sự sắp đặt siêu nhiên của trời Phật là tinh vi vô cùng. Chúng ta không có khối điện não mà chia sức, bây giờ nó có cái computer là cái khối điện não bây giờ đó, mà cho nó hay. Chứ khối điện não chúng ta vô cùng, mà khối điện não của ông trời còn vô cùng nữa, tinh vi hơn, là sắp đặt nhiều kiếp cho chúng ta có cơ hội tự thức. Cho nên cái lý của khoa học thì rất đúng. Nói bây giờ tôi bệnh, chữa hết bệnh thì tôi khỏe rồi, tôi đói bụng, tôi ăn tô, tôi thiếu bệnh tình, tôi đâu cần phải tình, cũng không tự thức. Thấy chưa? Còn cái thực hành này, hành giả tự đức và tự thấy, tự cảm nhận và thấy rõ ta sai, ai cũng đúng mà ta sai, thì người đó mới là tự thức. Tại nên cái vô vi không có nói con số là bao nhiêu nữa. Từ Việt Nam tới đây tôi thiết mấy chục năm mà tôi không bao giờ nhận con số, và tôi không có đi tới thăm nhà người ta. Cực chẳng đã, người đi tới thăm nhà người ta tưởng mình lợi dụng. Chỉ nhiều bạn quý tôi, yêu cầu tôi đến vậy thôi. Chứ còn đi, tự động tôi đi thăm lễ để người nào tôi không có đi thăm. Về phần thiết thiết tôi làm việc, đó là nhiệm vụ của tôi biết thôi. Hả? Còn những chuyện đời tôi không có đi tới lễ để nhà ta để lợi dụng, ta không có đó. Tại vì tôi cần thiết con số. Tôi thấy rằng tôi đầy đủ. Tôi thấy tôi được nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Tôi lo tu lo tiến để ảnh hưởng người khác. Mà mọi người biết như vậy, mọi người đã có cơ hội tự giải thoát. Phương pháp giải thoát phần hồn, chứ không phải duy trì cái thể xác tạm bợ và những cái lý thuyết không đi đến đâu. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là trong thực hành mà thôi. Mọi người thực hành thì đầm nhất, mà mọi người không thực hành thì nó có sự chia rẽ. Thế đó thì cho nên cái anh nói là phương tiện rất đúng. Đây là phương tiện là chúng sanh, mà chúng sanh biết nó là phương tiện, nó là vàng. Còn không biết nó là phương tiện, nó là một đống rác mà thôi. Thì làm sao mình nhận định được con số? Nhiều người nói tôi tu tới đó rồi này kia kia nào, rồi ghi tên, rồi bữa sau nó bị nhồi quá để nó tiến, để nó làm bậy, thì làm sao mình nhận định? Cho nên người tu phải nhồi quá. Cho nên ở thế gian anh học tới master rồi cũng phải qua một cuộc thi nữa, rồi cuộc hoàn cảnh tôi thuận tiện mới đi lên tới tiến sĩ. Mà nó nhồi một cái nó thuộc tới lần lại. Cho nên cái tu học này là tự nó thức tâm và tiến hóa, tùy theo nhồi quá nhiều ít để nó tự tiến mà thôi. Còn cái phương tiện đây là cái pháp để nó trở về cái nguyên căn đó, và nó thấy rõ nhiệm vụ nó hơn. Cảm ơn sự đồng góp. Dạ, con thưa xin thưa thầy, con để thầy giảng cho con hiểu về vấn đề gì. Con thiền thì cũng hóa ngắn chứ không có lâu, nhưng mà sau có một hôm con thiền, con thấy có một cái ánh sáng nó rất là dài lớn, nhưng mà không có lớn lắm, nó bằng như là cái ánh sáng đèn pin nhỏ như vậy, mà con thấy nó dài thật là xa. Thì con ngồi con nhìn cái ánh sáng là con quên con mất, con không biết con nói nữa. Thì hồi chợt tính con mừng quá, con chạy ra con nói với nhà con á, thì con thấy cái ánh sáng nó con theo nó, thì con thấy người con không có mỏi mệt gì hết. Cái từ đó đến bây giờ sao con không thấy nữa này. Cho nên chị thấy cái giá trị của Nam Mô Di Đà. Khi mà chị thường niệm Nam Mô Di Đà Phật, đó là luồng điển của Đấng Di Đà siêu nhiên. Từ ngày chị gặp tôi ở Đức Tông tới bây giờ chị đổi kiến thấy mặt khác. Mặt bây giờ nó tươi, nó trẻ hơn. Hôm trước thì rầu buồn,
cầu nhậu hả? Bây giờ nó thay đổi rồi, cho nên khi mà chị niệm được Nam Mô Di Đà Phật thì cái luồng điển của Tâm Di Đà chiếu được đó một lần độ thì chị được tu Phật thôi, hiểu không? Cho nên đừng nói ông trời Phật không khó khó, người phàm không thấy tội nghiệp lắm. Đây rồi chị sẽ thấy ráng tu đi ha. À, chị đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, vợ chồng con này chị kia nọ, rồi ngày hôm nay chị thấy chị cần biết cái khỏi thiên nhiên hơn, thiên nhiên hơn thì chị phải tu cho nó ổn định, chị sẽ thấy tất cả không có mất cái gì hết, đừng có lo chú ý, rồi lo tu thôi ha. Thầy, hôm bạn có lên đây trình bày về cái ý kiến về phương tiện pháp vô vi. Thật ra thì như con đã trình bày cũng pháp môn cũng rất nhiều, nhưng cái phương pháp vô vi theo cái kinh nghiệm của bản thân của tôi thì thấy là một cái phương pháp mà có thể là nhanh nhất mà bồi bổ đầy đủ nhất cho khi mình thực hành cái công trình tu hành của mình. Thì đây là một cái kết quả mà tôi xin trình bày trước khi thực hành cái pháp vô vi, thì tôi cũng có hành những cái phương pháp khác. Thì tôi thấy phương pháp vô vi đây đó thì nó có thể nói là toàn vẹn sửa đổi về sức khỏe, cái tánh của mình khó sửa lắm. Như là ai cũng nói cái tánh mình là tánh tôi vậy, tôi bằng tôi sửa và tôi khó sửa. Thì cái phương pháp của vi này nó hay về cái vấn đề sửa tánh. Cái vấn đề tâm linh thì cái chuyện đó là rất mơ hồ, mỗi người đều thấy cái tâm linh của mình nói ra đây có thể là không có hợp thời, bởi vì mỗi cái tâm linh nó rất là phức tạp và nó rất là huyền diệu, nó không thể nào mà có cái tâm linh của người này như nó giống nhau. Nhưng cái vấn đề tâm linh nó có sự phát triển và cũng có cái sự tiến triển. Cái lúc nãy thầy có nói về cái chuyện mà giải quyết cái hình đánh đổ cái sự lười biếng là mình phải làm sao cái hồn mà làm lấy cái quyền chủ nhân âm của mình, lấy cái hồn của mình để mà sai khiến những cái lục căn lục trần hay là vạn linh trong thân thể mình để theo cái lời chỉ huy ngay thẳng của mình. Thầy có dạy rằng mình phải làm thế nào học chữ từ bi, học cái tình thương. Thì khi mà cái chủ nhân âm muốn đánh đổ cái sự lười biếng, đánh đổ cái lục căn lục trần mà nó xuống mình làm quấy, đánh đổ những cái vạn linh xuống mình làm bậy, thì mình phải nghiêm minh. Thì cái chữ nghiêm minh này với cái sự từ bi và cái lòng từ ái của mình nó có chống chọi với nhau không? Thì cũng xin thầy giảng dạy cho cái điểm này. Làm cha trong gia đình nhiều khi quá thương con mà đánh con, đó là nghiêm minh. Phải đánh con, đánh trong trường hợp nào mà cho con mình tỉnh tay, đó là thương con, đó là từ bi, đại từ bi. Ông trời cho nắng cho chúng ta thấy khổ, ông trời cho tuyết chúng ta thấy khổ, ông trời cho bão lụt cho chúng ta thấy khổ, đó là lòng đại từ bi của Ngài, để chúng ta tích tâm và thu gọn trở về với chính mình. Cho nên lúc chúng ta làm pháp luân thường chuyển là chúng ta đã nung nấu ý chí để đem vạn linh đồng tiến như ta, đó là lệnh của từ bi, không phải lệnh của một kẻ độc tài vô lợi mà tất cả đều phát triển thì không có độc tự ái và tiến hóa thì đều. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, giờ này cũng sắp tới giờ thầy đi học. Nếu quý vị có thắc mắc thì xin để cho một hoặc hai vị có câu hỏi. Thầy có nghĩ dùng chưa và cũng xin kính mời quý vị dùng một lần con trai bên nhau rồi. Mỗi bữa
Trong cái vấn đề mà tự quán xét thì con thấy có nhiều cái tánh hư tật xấu, riêng cái tánh mà con thấy khó mà là hay cố chấp, hay chấp. Con nghe thầy giảng nhiều, nghe những cái ghi âm của đọc sách của thầy, cái trí thì dễ thừa hiểu nhưng cái tâm nó không mở. Do đó trong gia đình, những người bạn gần mình nhiều khi mình gây bất mình cho những người thân và họ bực mình một thì chính mình đau khổ là hai, vì mình thấy cái tật xấu muốn bỏ. Nãy cũng được thầy dạy là hãy sống bằng tình thương và tha thứ, có lẽ cái đó nó cũng sẽ giúp cho một phần nhiều nhất được thầy giảng thêm. Cho nên sự gây cấn giữa nhau là do đâu? Do cái miệng. Cái miệng là cửa thế gian, cho nên bên vô vi nó đóng cửa thế gian, nó lại mở cửa thiên đàng. Có cái lưỡi răng cày răng niệm Phật đi, bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến chúng ta niệm Phật đi thì chúng ta mới ý thức và vun bồi cái chân tâm ngay trên này, thay vì chúng ta lấy phạm tâm. Nếu lấy phạm tâm là người kia cãi nói một câu, chúng ta cãi lại một câu là rước bệnh của đôi phương. Vì bệnh do tánh sanh, cái tánh hay cãi cũng là sanh cái bệnh do đạo. Và nếu chúng ta muốn cứu đối phương thì chúng ta phải tĩnh tâm để hòa độ đối phương, vì thương yêu, trong vì hận thù. Và nếu chúng ta mở miệng ra là chúng ta rước sự hận thù của đối phương và phúc âm cái lòng này cho đối phương, thành là gây gỗ. Cho nên chúng ta có cái phương pháp co lưỡi răng và răng Phật trong lúc người ta. Nhưng bây giờ chúng ta thấy rằng quý vị đang ở trong gia đình, ở trong rừng già, trong gia đình thiếu gì thú tất, mỗi người một chuyện nó làm mình điên đầu. Thì cho ông Thích Ca ngồi giữa rừng với ông là hồi trước nghe bên nấu cơm trễ là cũng la rồi, nước đem hầu trễ cũng la rồi, mà bây giờ ông làm hết cho tất cả mọi người lập ngược tình thế, cả nhà vui rồi, lập hạnh ngay gia ca, lập chùa ngay gia ca để ảnh hưởng tình xã hội. Cảm ơn. Còn khi mà thầy nói là mình niệm niệm Phật niệm thì con niệm sao con thấy ở nhà xung quanh con, chồng con thì không có cản chuyện mà con tu hay là con đọc kinh, nhưng mà con thấy ở nhà sao mọi người sao thấy khác đó, không ai nói chuyện với con hết vậy thầy. Mà như vậy là sao con không biết là con thấy mọi người đều buồn hết hay sao thầy? Không có buồn đâu. Bây giờ thấy con đang trên đường thay đổi, và trong lúc con đang quy trở lại trong tâm thức, mọi người thấy lạ. Hồi đó cái bà này mà nói chuyện gì mà không có phần bả là bả không chịu, và bây giờ bả làm thinh, bả không nghe phần của ai hết. Đó là con đang tiến rồi. Bởi vì con thấy rõ cái đường tôi đang tiến này, tôi sẽ dẫn các người tiến đi tu, chúng ta càng chúng ta bình an, có sự tốt và tương lai. Nên tôi xây dựng một điều tốt cho tương lai. Tôi đã đi sinh và tiếp tục để làm. Con đừng có lo, vì con đã niệm Phật và quy tâm rồi. Mà lo người ta buồn mình là mình chạy ra chữa động rồi. Đó, con thấy con không biết được có buồn hay không. Tại vì con hay giận lắm, hả? Nói thì con là con là giận mà không nói chuyện, con cũng giận mà. Mà giờ con không nói gì hết thì con thấy ông, thì con sợ, con thấy sao vậy? Mấy người xung quanh con có buồn không? Tại vì sao con thấy ở nhà em không có ai nói chuyện gì hết rồi. Vậy là tốt rồi đó. Vậy là tốt rồi. Vậy là cái đầu tốt thì tôi rồi. Thấy chưa? Chứ nó tới nó chập, nó thập tờ lét như Tám nói hồi nãy, nó ngồi đầu nó khổ lắm đó. Ăn cơm chứ cơm với muối, đá chứ cơm, không ăn cơm với muối. Ghét tâm á, phải không? Nhưng mà cái chiều hướng mình đã thấy rồi. Tôi phải trở về với chiến đấu, cứu tôi và cứu tất cả mọi người. Tôi thầm những thập để chỉ ra các mình. Tâm lành thì từ điểm của con nó sẽ phát quả ra. Lúc đó mọi người mới thấy con biết. Một gia đình tôi nhận người này tu vô tâm thì đại quả tới.
nhưng mà bây giờ thì con thấy làm như không vui, cho nên con cứ là con không phải tại con nghi, con còn cái tánh nghi, con thấy kệ hả, không sao, rốt cuộc bội phần của ai thì lấy giữ thôi, con cứ lên xây dựng niềm tin sẵn con với chính con rồi tất cả gia đình mình. Còn nếu con cứ tặc mặt đi phục vụ chuyện này chuyện kia thì nó cũng như xưa mà thôi. Còn mấy tệ bê tông nó cứ chẹt 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 trong gia đình không có hết gì hết. Ha? Làm tin đi. Hả? Con làm thinh thì con cứ con nghĩ chắc đang đâu có, bởi vì trước kia con là thợ cãi mà bây giờ hết cãi rồi thì thấy nó lạ, mình cũng thấy mình lạ rồi, thấy không, không cãi nữa, không cãi nữa mới thành công. Sửa đổi một bộ phận như mấy móc ở trong đó, kỹ thuật người ta chỉ cho mình sửa đổi, thấy không, thử nghiệm hoặc đi rồi mới thay đổi. Nè chị này nè, đâu có tấn bằng chị này, đàn bà mà tấn đàn ông lắm dữ lắm. Rồi giờ nghiệm rồi đó, sáng rồi sáng, mặt trời sáng. Trước khi chấm dứt cuộc nói chuyện với thầy, xin mời chị lên để có biểu kiến, mời chị Tăng. Mời chị. Mời bà anh bà bắt tôi lên. Chị bạn nói, đây chị bạn nói. Kính thưa thầy, có nhiều bà cũng hỏi người ăn mặn có tu được không? Ai nói tu cũng được, tu là sửa, tu bổ sửa chữa. Từ ăn mặn, tu thức giác rồi mới ăn chay. Tại sao tôi thức giác? Tôi tu rồi tôi thanh nhẹ. Tôi thấy cái lòng từ tôi càng ngày càng phát triển. Tôi thấy con thú nó cũng mắc mũi tai miệng như tôi, nó cũng cảnh đau thương như tôi, tại sao tôi đỡ giết? Tôi ăn là tôi giết nó, nhưng mà tôi chưa có trình độ độ nó mà tôi giết nó, nó lại giết tôi. Sự quang quang tương báo hà thời liễu nó cứ lôi cuốn làm cho cái tâm thức tôi không yên ổn. Cho nên khi mà tu rồi, hành cái pháp này rồi, từ từ nó thanh nhẹ rồi thì nó rước cái thanh nhẹ. Nhưng mà trước mình làm ăn khổ, không có tiền thì đi nhậu lê rai, đực khô đều không nhậu, bây giờ có tiền vô nhà hàng lớn ngồi chán. Hả? Thì nó thanh nhẹ rồi nó khác. Thanh nhẹ nó rước những cái thiện duyên tới với chính mình. Và nó thấy giá trị của thiện duyên. Và nó thường độ trong tâm thức nó. Lúc đó, nó lại đi ra ăn chay. Vì nó hết được cái thanh khí điển, cơ tạng nó dồi dào, khỏe mạnh. Nó đâu cần thiết mà rước chi những cái chuyện ô được. Con tu chắc gì chết, nó cũng đọc rõ đó. Chắc đầu nó sợ chết lắm. Thì nó vô nó biến hóa thành máu chúng ta và nó chạy trong tim chúng ta, cho nên chúng ta đậm vì chúng ta rước đậm, phải chấp nhận cái đậm. Và chúng ta tu thanh tịnh rồi thì đâu có rước ra gì nữa. Rước rau cỏ cũng đậm mà đậm nhẹ thôi. Để chúng ta dùng ý chí có thể giải quyết được. Thì tới đó thấy giá trị của trình độ đó nên tiến hóa thì lúc đó chúng ta từ từ bỏ cái thịt mà trở về rau cải thì nó cũng sống nhăn và khỏe mạnh và tươi đời hơn hồi xưa nữa. Thấy không? Bớt bận rộn hơn. Hả? Không phải là ăn mặn không tu được, cái pháp này ăn mặn vẫn tu được và tự nhiên ăn chay là cái chuyện tự thức của cá nhân chứ không phải là cái đạo bắt buộc ta phải ăn chay. Không có cái đâu. Cảm ơn các bạn.